sự khác biệt trước khi mà em chưa điều trị nó tại sao em hợp quá ôi khác thế chị ôi em chuẩn hẳn đúng không? Không ngày trước kiểu mặt em có nám ấy, em đi đâu toàn bị khẩu trang thôi. Đấy, khách hàng của tôi là đã thấy sự khác biệt khi sử dụng sản phẩm. Xin chào tất cả các chị, đây là em Phương. Và Phương hiện tại là đang sinh sống ở tại Phú Thọ. Trên cái nền da của Phương là hiện tại đang xuất hiện những cái phần nám và những cái nốt chấm tàn nhang. Đấy, theo quy trình của STD Group thì là bạn Phương sẽ sử dụng thuốc uống để cho đẩy lên, sau đó thì mình sẽ chấm những cái nốt tàn nhang, chấm những cái nốt tàn nhang này để bóc tách. Thì mời các chị và các bạn cùng theo dõi với phạm với STD Group trong quá trình điều trị cho bạn Phương nhé. Xin chào các chị. Hôm nay là sau quá trình mà đã chấm nám tàn nhang cho bạn Phương thì hôm nay là các cái vết vẩy này nó được khô rồi, và bây giờ mình sẽ bóc tách cái vết vẩy này để các bạn nhìn thấy sự khác biệt giữa lúc chưa được điều trị và bây giờ được điều trị thấy khác nhau thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái quy trình bóc tách cái phần nám này cho bạn Phương nhé. Em có thấy đau không? Dạ không ạ. Đây, như khi mình đang thực hiện bóc tách ra cho bạn Phương và nó cũng gần như là sắp xong rồi, thì cái làn da này nó sẽ có cái màu, cái da nó là da non, nó sẽ hơi hồng hồng này. Thì sau cái bóc này thì mình sẽ dùng thêm tế bào gốc để điều trị cho các bạn nhé, để cho nó phục hồi lại da này. Đấy. Bây giờ em ngồi dậy thì chị sẽ cho em soi gương nhé, để em nhìn thấy sự khác biệt trước lúc mà mình chưa sử dụng sản phẩm và sau khi mình đã sử dụng sản phẩm, thấy có sự khác biệt như thế nào. Các chị có thể nhìn thấy cái hình ảnh mà trước khi bạn ấy dùng sản phẩm và sau khi bạn ấy sử dụng sản phẩm thì mình sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt trên khuôn mặt của bạn đấy. Và với những thẩm mỹ viện và spa còn đang loay hoay mình muốn tìm những cái sản phẩm lành tính nhất để điều trị nám thì hãy đến với phạm với STD Group. Các chị sẽ được đào tạo trực tiếp trên mẫu thật luôn, và tất cả trong quá trình đào tạo đấy là đều được miễn phí, hoàn toàn miễn phí.